chỉ có một đoạn duy nhất thôi. Mình cùng bắt đầu với động tác đầu tiên nhé. Động tác đầu tiên thì các bạn sẽ đưa chân phải sang ngang như thế này, chân trái mình sẽ nhún vào trụ lấy chân trái ha. Ok, tay trái chống không này, tay phải mình sẽ quật từ ngoài vào trong như thế này. Sau mình sẽ bước lên hai bước, ở chân phải thì đồng thời tay hai mình mới để tay như thế ha, và mọi người sẽ gập vào, mọi người gọi đó. Ok, tay này mở chân phải ra, tay chống xoay. Ok, tiếp theo bước lên hai bước, thu ngón này, thu ngón, dùng. Ok, và sau đó mọi người bước tiếp cho mình một cái chân phải lên để chống chân như thế này, đồng thời đặt tay trái đỡ, tay phải mở ra và sau đó gập quá hai lần. Thì đồng thời hông mọi người sẽ đưa hông lên, gập hông xuống và xuống. Động tác tiếp theo tay vung lên. Ok, nhìn cho mình cổ tay ra ra ngoài đúng không? Bây giờ gập cổ tay vào trong và về. Ok, thì đồng thời tay lên hông lên, tay lên đến cao thì hông xuống, sau đó tay gập vào trong thì hông lên, tay về thì hông về. Ok, tiếp theo hai tay hạ xuống dưới như thế này, tay trái mọi người sẽ xoay cái khuỷu tay sang như này hạ xuống, rồi sau đó đẩy vai trái ra sau, chuyển lên và về. Ok, thì bằng chân nha mọi người, chân nha, mọi người sẽ bước chân phải lên. Ok, sau đó khi bắt đầu đẩy vai thì chân trái nhún, rồi tiếp theo mở chân phải sang ngang, tay đưa ngang như thế này, giật chân trái thì tay sẽ về đây, giật cổ, cổ hay là đặt hai đặt tay tắt, lần thứ ba thì đặt thẳng lên. Ok, đặt tắt hất và sau đó thu về đây, đầu xuống thật lên. Rồi và tiếp theo mình sẽ vào, mình sẽ bài tập tiếp theo. Bây giờ con làm cái đoạn này xíu, đoạn dưới ha, xoay này, bước lên hai bước, mở hông xuống, hông mở hông xuống, em lên xuống, giật chân phải thả tay, giật chân trái vai đánh vai, mở phải mở trái, giật hất thu về hướng lên. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo thì để họ chơi các bạn nhá, tay thì các bạn sẽ lại gọi vào hai lần cả đó, xoay xoay. Thì trong quá trình đó thì mọi người sẽ làm ngang như thế này, lùi cho mình chân phải, chân này lùi gọn. Tiếp theo lùi chân trái này, xoay xoay, sau đó mình thu chân phải này về. Ok, khi thu chân phải này về thì tay mình sẽ đặt như thế này, tay trái ở trên, sau đó thắt ra, tiếp theo lại tay trái ra ngang kéo về. Ok, đó là cái tay. Còn thêm đầu ha, bắt đầu con phải này về này, em kéo về. Rồi bây giờ đến hông nha mọi người. Về đây, đầu này, kéo, thêm chân ra, về, xuống thế. Tiếp theo mọi người đổ trụ chân phải qua chân trái, hai tay chống và đầu mọi người sẽ hơi hất nhẹ sang để đào sóng xuống như thế này. Ok, sau khi đã xuống hoàn toàn hông và chân như thế này rồi, các bạn sẽ chạm tay vào hông phải này, cùng tay phải, chạm tay hông phải, hất lên và sau đó đưa vai trái hất lên nhau. Chân thẳng, hất về, dừng. Tiếp theo đánh hông phải lên và kéo theo vai lên như thế này. Thì mọi người khi vai lên dừng ở đây, mọi người sẽ thả tay xuống, thả cái tay chân cao xuống như thế này. Tiếp theo giật chân trái, hướng chân ra phía bên trái để tay hất ra ngoài và xoay để dán như thế này. Ok, còn lại ha. Đàn đàn đàn, đàn đàn, vật lên, lùi bước, em, lùi trái, xoay, thu về, đánh đầu, kéo về, mở chân, thu về, hạ, xuống, chân trái, tay chạm, hất lên, kéo vai, rút, nhặt, về. Tiếp theo đánh hông, đánh vai, thì về tay. Sau đó giật chân trái đến tay trái, xoay về. Ok, tiếp theo nhé, mọi người sẽ trùng chân như thế này, thì cái dáng tay của mình sẽ mò lên bàn tay của diễn á, mò tay lên thì mình xuống nhé, cùi xuống mò lên này, chúng ta mò lên, sau đó là chỉ hai lần. Sau khi chỉ hai lần, các bạn sẽ rút từ cửu tay lên như thế này. Ok, đó là cái tay nhá, sẽ là cái chân này trùng xuống, cong lên, chỉ. Tiếp theo bây giờ khi hất tay ra như thế nào thì các bạn
về. Động tác tiếp theo, mọi người cuộn tay trái ở phía bên, mọi người cuộn tay phải ha, cuộn ở vai trái, đưa ra sau, xuống dưới này, đánh chữ X ra, lại ha, là tác, cuộn, đánh, ha, lại một nữa, là cầm tác, cuộn, ngửa này, đánh, ra, ok, thì chân nha mọi người, khi mọi người cuộn tay thì mọi người cuộn chân trái. Ok, bây giờ đánh chữ X thì mình sẽ đánh hôm qua phải. Đánh hôm qua phải. Xong, tiếp theo dùng tay trái này, kéo về. Ok, đặt tay trái kéo về thì kim đầu. Tiếp theo đặt tay ra bên này, kéo về thì kim đầu. Và một người nữa đi. Ok. Ok, chúng tôi lại được tắt từ lại cứu người xuống nhé. 7, 8 này cứu người xuống mò lên. Hai lần hất khỉu tay sang chân ra, trùng chân tay xuống, ok, đặt chắc thì để lên, ok, bật cổ tay về ngược khu chân, ẻn vịt, mở chân trái cuộn tay và hất hông trái, hất hông phải, đưa tay trái này nắm về thì trên đầu, đưa tay trái nắm về thì trên đầu và hất ra di chuyển. Bây giờ thì mình sẽ nối tất cả động tác bài vào nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8 và 1 và 2.